Ôi, có người cần siêu xe tải. Đi thôi. Đội cướp biển của Chad và các nhóc đang chơi trò cướp biển tại bãi biển lúc này. Các bé đang cố tìm ba hòm châu báu mà hải tặc ma Chad đã giấu đâu đó ở quanh biển. Nhưng các bé quá sợ hải tặc ma nên không thể tìm được châu báu. Bạn phải giúp chúng thắng trò chơi này, siêu xe tải à. Nhìn kia là châu báu. Phải lấy chúng nào, sẽ dễ dàng thôi. Ôi không, là hải tặc ma. Xem ra chúng ta cần một chiến thuật khác. Bạn có cách sao siêu xe tải? Siêu xe tải biết cách đánh lừa hải tặc ma. Các bé vào trong nào. Các em sẽ nấp sau tấm màn này. Tuyệt lắm. Phải rồi, đã có được một hòm châu báu. Và một hòm khác nữa, làm tốt lắm. Đây là hòm cuối cùng. Ôi không, hải tặc ma đã phát hiện các bé đang ở đâu. Hắn sẽ không để chúng ta lấy được kho báu này. Phải làm gì đây? Bạn làm gì vậy siêu xe tải? Ồ, bạn đang thôi miên hải tặc ma. Phải, lấy được hòm thứ ba rồi. Hải tặc ma đã bị chìm. Nhìn kia, là kem, rất nhiều kem. Trò chơi vui thật, phải không các bạn? Chà, Jerry chạy nhanh thật đó. Đúng là một cuộc đua khác thường. Nhìn dòng người hâm mộ kìa. Jerry, gọi Bobby chạy chậm như rùa là không hay đâu nha. Cẩn thận Jerry. Ôi không. Ồ Jerry à, chúng ta cần nhờ giúp đỡ rồi. Có nhiệm vụ kha à. Siêu xe tải biến hình. Siêu xe tải.
Jerry và Bobby đang gặp chút vấn đề siêu xe tải à? Nhìn kìa, ở dưới sông. Dòng sông đang bị ô nhiễm bởi rác thải. Bạn sẽ làm gì đây siêu xe tải? Một xe đổ rác à? Ý hay đó. Siêu xe tải sẽ lo việc này, Jerry à. Ý hay đó, siêu xe tải. Hiệu quả rồi. Thấy không Bobby, không cần phải sợ. Siêu xe tải đã ở đây rồi. Lần sau bạn nên cẩn thận hơn nha, Jerry. Bạn muốn giúp sao, Jerry? Thật là tốt. Nhưng có lẽ bạn nên để siêu xe tải. Jerry! Siêu xe tải, nhanh lên. Tráng lên nào, Jerry. Jerry, chụp lấy. Nhanh lên siêu xe tải. Hãy sử dụng máy ST-3000. Gì vậy? Một công việc nữa lại hoàn thành, siêu xe tải à. Mọi người đều an toàn. Nhìn Jerry kìa, bạn ấy đang trượt nước. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Chào ca. Chào Jerry. Một ngày rùng rợn nha. Chúc mừng Halloween. Hình như bạn đã sẵn sàng cho tiệc Halloween rồi. Mình cá là bạn muốn một trong những cái bánh ngon lành đó, phải không ca? À, bạn bị dính trên mép kìa. Bên kia. Đúng rồi. Ai đó cần bạn giúp ca à? Bạn nên về nhà ngay. Là Ben. Anh ấy đã hóa trang cho Halloween. Họ làm gì tại công trường xây dựng vậy? Ồ, anh ấy đang kể chuyện ma cho tụi nhỏ. Cái gì vậy? Thang máy đang tự di chuyển lên kìa. Bọn trẻ không thể dùng thang máy và lối ra đã bị chặn. Bạn giúp được chứ, Kha? Họ trên kia. Chờ đó các bạn, siêu xe tải sẽ tới giúp.
Bạn vẫn nghe tiếng ồn sao Ben? Không phải sấm sét. Ben và các bé cần phải ra khỏi thang máy càng nhanh càng tốt. Chứ xe tải à? Có cách nào đưa họ xuống không hả? Một siêu xe vận chuyển tuyệt vời. Cái gì hay ai đó đang lên thang máy kìa. Thang máy sắp lên tầng này rồi, nhanh lên các bé vào đi. Ổn rồi các bé, các em đang đi với siêu xe tải chuyên chở. Ben sẽ cố giải quyết điều kỳ lạ đáng sợ này. Ben, sau lưng bạn kìa. Ôi trời, là ma cà rồng thật sự. Siêu xe chuyên chở, làm gì đi? Dù ST-3000, ý hay đó. Nhanh lên Ben, nhảy đi. Thì ra không phải là ma cà rồng, là Jerry trong trang phục Halloween. Cảm ơn bạn hôm nay đã giúp đỡ siêu xe tải hả? Đúng là một Halloween đáng sợ nhất đó. Dùng bánh và nước ép đi các bé. Ngày hôm nay sôi động như vậy là đủ rồi, phải không? Chúc mừng Halloween. Carrie, bạn đi đâu vội vậy? Sắp trễ đơn hàng à? Carrie, bạn có nghe tiếng còi không? Hình như Bobby đang gặp vấn đề. Chuyện gì vậy Bobby? Bobby, đám cá mập từ biển đang đuổi theo bạn. Cẩn thận đó. Carrie, Bobby không nghe bạn nói. Hãy nhìn đường bởi vì bạn sắp... Carrie! Kha! Carrie và Bobby có chuyện rồi. Carrie ngã xuống cầu, rơi xuống một chiếc lá súng. Và giờ cá mập đang đuổi theo bọn họ. Bà cần phải cứu họ, nhanh lên. Siêu xe tải. Nhìn kìa Kha, Carrie ở đằng kia. Ôi không, lũ cá mập sẽ ù vào khi cây cầu được mở. Nhanh lên Kha. Bà sẽ chuyển hóa thành phương tiện nào để cứu cô ấy đây?
Sherry, nhìn ai tới kìa. Bạn quên lũ cá mập rồi, nên cẩn thận đó. Bobby, chiếc xe tải cần bạn kéo Kerry lên bờ. Cố lên Kerry. Bạn nên nhanh lên Bobby, chúng tới rồi kìa. Bạn cần phải hành động nhanh thôi Kha. Ý hay đó. Tất nhiên là tới lúc sử dụng chiếc máy kỳ diệu ST-3000 rồi. Nhanh lên các bạn. Chà, chiếc xe tải có hiệu quả rồi. Nó đã đuổi bọn cá mập đi. Tiếp tục đi. Thật kinh ngạc. Bà đã dọa lũ cá mập bỏ chạy. Chiếc xe tải à, làm tốt lắm. Cảm ơn đã giúp đỡ nha siêu xe tải. Bạn nói đúng Bobby, chúng ta nên thiết kế một chỗ an toàn hơn cho con kênh này. Ý hay đó siêu xe tải, hãy sử dụng lưới. Chúc một ngày vui vẻ nha các bạn. Chào siêu xe tải, đang hỗ trợ tại công trường thi công sao? Hình như có vấn đề ở thành phố xe hơi thì phải. Bạn nên kiểm tra xem. Hình như các bé đang chơi bóng chuyền với Jack. Ôi chết, anh ấy lúc nào cũng như trên mây vậy. Chắc là anh ấy sẽ đi nhặt banh. Anh ấy sợ độ cao, anh ấy không thể xuống được. Đúng vậy, hãy đi giải cứu anh ấy. Chào các bé, siêu xe tải tới giúp đỡ đây. Đúng vậy, Jack mắc kẹt trên đá rồi. Đừng lo, siêu xe tải sẽ đưa anh ấy xuống ngay. Jack, siêu xe tải tới giúp bạn đây. Jack, bạn không thể xuống, đừng tỏ ra sĩ diện nữa. Một sự chuyển hóa sao? Tuyệt vời! Jack, bạn cần phải nhảy đó. Các bé, Jack hơi lo lắng.
Các em có thể giúp anh ấy thêm can đảm không? Wow, Jack trở lại rồi mọi người ơi. Các em quên gì sao? Đúng rồi, trái banh. Không hiệu quả rồi. Bàn tay cẩu móc, đúng là ý kiến tuyệt vời. Không phải trái banh rồi. Ồ, được cái gì kia? Ồ, mình yêu trò Lego lắm. Hay lắm, nhóc số 1 à. Chơi vui nha các bạn. À, cánh đẹp lắm ha. Bạn nên về nhà và xem có chuyện gì. Gary đang giao gỗ để giúp xây một đài quan sát. Hình như Gary đã làm rơi gỗ rồi. Bạn không nên lái xe lúc mệt mỏi. Các xe hơi không thể vượt qua những khúc gỗ. Bạn có thể làm gì không Kha? Bạn có thể về những khúc gỗ này sao? Hình như chúng bị kẹt rồi. Ồ, chúng bị kẹt bởi keo. Có cách gì không xíu xe tải? Chuyển hóa sao? Ý hay đó. Một xe ủi đất. Giờ bạn có thể nâng những khúc gỗ này lên. Tuyệt lắm. Siêu xe tải.
Bạn cần phải đặt chúng vào thùng của Gary. Khoan đã, Bali, bạn có cách sao? Bali, bạn không thể ngừng nhào lộn phải không? Phải rồi, chúng ta nên đưa những khúc gỗ này tới công viên. Gary, bạn ổn chứ? Ôi không, những khúc gỗ lăn khỏi thùng xe của Gary rồi. Nhóc à, không sao chứ? Đừng lo nhóc, xíu xe tải sẽ đưa em ra khỏi đó. Đừng di chuyển nha, xíu xe tải sẽ dùng máy chiếu. Em không sao rồi nhóc à? Khoan đã, em không muốn xem đài quan sát mà Ben sắp dựng sao? Wow! Chúng ta đều biết, Bali không thể ngừng nhào lộn.